Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 và tôn vinh những tập thể cá nhân nhà giáo tiêu biểu. Tham dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và 300 đại biểu đại diện cho quý thầy cô giáo thuộc ngành giáo dục tỉnh. Trong 40 năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang có những bước phát triển toàn diện, đặc biệt trong những năm gần đây, An Giang đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, cũng như các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục. Trong đó, chú trọng quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc biên giới. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học, học sinh đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và khu vực, khẳng định vị thế quan trọng của ngành giáo dục tỉnh nhà trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, với tinh thần tạm dừng đến trường, không dừng việc học, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã triển khai tổ chức đa dạng các hình thức dạy học phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021-2022, điều động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về phương tiện, thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng. Những thành tích đó luôn gắn với sự say mê, bền bỉ trong sự nghiệp trồng người của đội ngũ thầy cô giáo trong tỉnh, đóng góp to lớn trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy cô giáo và những người làm trong ngành giáo dục tỉnh nhà, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp trồng người của đội ngũ thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua. Tôi đặc biệt trân trọng đánh giá cao những đóng góp của các thầy giáo, các cô giáo trong thời gian vừa qua và chân thành chia sẻ những khó khăn, những vất vả của các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc. Và biết rằng sự nghiệp này là sự nghiệp chung của Đảng, của Nhà nước và toàn dân, song trong sự nghiệp này, nhà trường và các thầy giáo, cô giáo giữ vai trò quyết định. Bác Hồ đã từng khẳng định, không thầy giáo, cô giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy giáo, cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Hay người xưa có câu, không thầy đố mày làm nên. Câu nói ấy vừa khẳng định vai trò, vừa khẳng định trọng trách thiêng liêng và cao quý của ngài thầy trong xã hội. Trải qua biết bao thời gian, câu nói ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Tôi mong rằng toàn thể cán bộ, công chức của ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ đột phá về đào tạo, nâng cao chất lượng và nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong thời gian tới. Với những đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh nhà, tại buổi họp mặt, thay mặt Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao tặng bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang với thành tích trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang với thành tích xuất sắc dẫn đầu khối thi đua năm 2021. Nhiều tập thể cá nhân đã được trao cờ thi đua, nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà giai đoạn 1982-2022. Nhân buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh An Giang đã trao tặng bức tranh chữ tâm cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang.